Đấy, chủ yếu là nuôi để mà phát, gọi là làm kinh tế thôi, béo thì bán. Nuôi vỗ béo đấy, nuôi vỗ béo thì bán. Vỗ béo nữa. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV và có cả Hoa Đá Cao Nguyên. Ngày hôm nay thì anh em mình là video chung hình với nhau ở năm mới đấy. Năm mới Xuân Quý Mão thì là anh Công là mới về quê lên. Anh em lại bắt đầu là cùng nhau lên bản tác nghiệp thôi. Hiện tại là anh em đang có mặt ở chỗ bể nước của A Lúa. Đấy. Ngày sáng ngày hôm nay thì là Khâm cũng đi có việc, đến mãi bây giờ là buổi chiều rồi. Đấy, sắp hết một buổi chiều nữa rồi. Anh em mình tiện là có anh Công cũng lên ghé thăm. Thì là anh em mình đang có mặt ở chỗ bể nước của A Lúa này. Đấy, nhận được, em Khâm thì nhận được rất là nhiều những sự góp ý của cô bác anh chị về cái việc làm bể này này. Rằng là các bác góp ý rằng là Khâm nên xây bể lên thêm khoảng 1-2 hàng gạch nữa cho cái bể nó cao hơn. Thứ nhất là tránh là nước mưa vào thì bẩn bể. Tuy nhiên thì là hiện tại là anh em mình xây đến độ này ấy, thì bắt buộc là phải xây một cái bể chìm như này thôi. Bởi vì là cái mạch nước thì nó là ở thấp các bác, nó lại không ở bên trên cái bể, thì bắt buộc là anh em mình phải xây cái bể này để khi mà nguồn nước anh em mình thiết kế sẽ cho mạch nước ngầm ở trong này là chảy trực tiếp vào đây luôn. Đấy. Còn cái video của anh Hiệp chia sẻ lên thì là A Lúa cũng không biết trình bày. A Lúa trình bày thì lại bảo ở dưới này có mạch nước ngầm. Tuy nhiên là không phải đâu nhá các anh nhá. Ở dưới này là không có mạch nước ngầm đâu. Nếu mà càng đào sâu nữa thì sẽ có. Nhưng mà tuy nhiên là nước ngầm sẽ không có ở dưới lên. Mà nước ngầm là mạch chính là ở bên này. Đấy. Bên này là nó nước ở đây. Nó chảy ra thì nó sẽ ngấm vào ấy. Chảy vào khe này xong nó ngấm. Đúng rồi, nó ngấm vào. Đấy thì là ngày hôm nay thì là em lên thì là A Lúa với anh Dình cũng đã chát và quét xi măng xong rồi. Đấy. Thì bây giờ ấy cũng nếu mà xây lên thêm 1-2 hàng gạch nữa thì cũng chỉ tốn thêm gạch thôi. Và thay vào đó là anh em mình xem là nhờ các anh Công xem là thiết kế cho làm sao mà không cho nước mưa ngấm vào trong nữa. Đấy. Bởi vì xây lên thêm ấy thì là nước cũng không chứa đến bên trên. Đấy. Đúng rồi, xây không lên thì nó vẫn vô tác dụng. Vô tác dụng. Vì nguồn nước nó không chảy từ trên cao mà nó đùn lên. Đây là nó đùn từ trong này đùn ra thôi. Đấy. Mà mình xây lên thì nước nó cũng không thể dâng lên cao được. Thì là làm sao mình thiết kế ví dụ như là làm thế nào cho khi mà mưa lớn. Mưa lớn thì ở đây là bà con là có cái rãnh nước hết thì là nước vẫn chảy theo cái đường dòng chảy của nó thôi. Tuy nhiên thì các bác cũng tính toán đến là ví dụ nước mưa có vào bể thì bẩn hết cái nguồn nước. Đấy, cái lúc mà dùng thì lại phải là bơm ra chẳng hạn thì nó vất vả. Ở dưới này đấy, ở đây có một cục đá to. Thì như cái tính toán ban đầu thôi là mình không có làm cái gì ở bên dưới này là gọi là cái gì nhỉ? Cái ở bên nạo vét bể đấy á. Cái cái đổ đáy á. Đổ đáy ấy, đấy đấy. Đáy thì là hôm nọ là bảo anh Lúa là đập cục đá này ra là cũng đập đi rất là nhiều đấy. Rồi là đập đá đi xong là lót ở phía dưới. Phía dưới này là ở một lớp đá là cũng phải dày bằng này rồi, rất là chắc rồi, đổ xi măng rất là chắc cứng rồi thì mình mới xây gạch lên thì em cũng không cần thiết là đổ cái lúc đầu anh nghĩ là cái bể nó to, nó khoảng bằng nhiều khối lắm chứ còn cái bể này nó không đáng bao nhiêu khối nước thì cái việc đổ đáy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Đấy. Quan trọng là mình sau này mình sẽ đổ cái lắp ở trên. Đấy, đổ lắp ở trên thì phải có sắt. Có. 6. Đấy, để cho xong là làm một cái, nếu mà anh em làm được thì xây luôn một cái ô để máy bơm ấy. Có, sẽ phải có cái ô để máy bơm. Đấy. Đấy, với lại để một cái lỗ để mà chui xuống để có thể là thau bể thôi. Chứ còn bây giờ cái diện tích cái bể này sau này nó có, sau này anh nghĩ là nước nó cũng chỉ dâng lên được tới đây này. Vâng, đấy. Đến đấy thôi. Vì nguồn nước nó rất là nhỏ. Nó gọi là chảy róc rách thì nó chỉ dâng lên được đến đấy thôi. Thì cái đáy thì như thế này thì anh nghĩ là không vấn đề gì cả. Thế còn xung quanh thì sau này cho anh em lấp hết vào, khơi cái đằng này nó thấp đi một tí. Đấy. Đắp xung quanh xong khơi cái đằng kia thấp đi một tí, có thể là
khơi một tí rãnh xung quanh nó mưa cái là nó chảy đi luôn. Thế còn cái khu vực này này là cho lúa nó đào một cái ô con. Đúng rồi, em vẫn tính toán là phải làm một cái bể lọc bé ở đây. Làm cái đấy, làm hai chiều, ví dụ như là khi mà nước nước thì bao giờ là cái chỗ nếu mà thiếu thì nó chảy về hết, ví dụ nước mà mùa mưa ra nhiều ấy thì mình sẽ có một chiều cho nó thoát ra bên này. Đấy. Nguồn nước hiếm nhỉ. Mùa này thì hiếm anh ạ, nhưng mùa hè thì nhiều. Cái này chắc là cũng để từ lâu rồi mà, nhưng mà đây là nó không có bê tông nên đến đâu nó cũng ngấm đi đấy rồi. Ở đây thì là đấy, cái này là hôm nọ đào ra để nước chảy ra có hướng bên này thôi. Nước ở đây thì rất là sạch nhá, nước rất là sạch luôn, sạch hơn ở trên khu trên kia nhiều. Khu trên kia là khu dân cư rồi là trâu bò phân ý. Ở đây là cách xa rất là nhiều nhà ở người dân, nước chảy ra thì rất là sạch rồi. Chẳng có bây giờ mình làm được cái bể nữa thì nước rất là sạch luôn. Đấy. Những cái dự án dù là bé bé nhưng mà bản thân em này vẫn muốn là lấy ý kiến của mọi người để mà làm sao làm tốt nhất có thể đấy. Tốt nhất là sau này là cho A Lúa dùng cho được lâu về dài thôi. Đấy. Chứ không phải là các nhà hảo tâm gửi tiền cho em xong là em làm qua loa cho xong rồi là mình không quay lại nữa. Đấy không được. Bể này là có bà anh Thư ở Mỹ tài trợ cho. Đấy. Kinh phí mình anh em mình làm sẽ vào là 4 triệu. Gói gọn vào đấy. Đấy. Không sẽ... Như thế này anh nghĩ là ok rồi. Có điều là sau này đổ nắp đổ nước xong xuôi đâu đấy phải ngâm mất, gọi là phải xả nước và ngâm mất khoảng vài ngày. Chắc chắn. Người ta những cái bể mà làm bằng xi măng này người ta anh thấy họ hay chặt cái chuối thả vào. Thả vào. Thì lúc đấy thì có khi phải bảo lúa nó làm cái phương án đấy mới dùng được. Xung anh Lúa này... thì các bác là hôm nay là đang có công việc bên nhà bác ấy mà là lấy không biết là chị nào hay em nào đi lấy chồng ấy. Thế là lại nghỉ hẳn một ngày rồi, lại đi công việc bên đấy. Người Mông thì nhiều việc lắm. Hơn cái dịch gì cũng kéo dài và đang Tết. Việc gì là cũng kéo dài. Đấy, tí nữa mình sẽ lên nhà anh ấy một tí là không biết là anh ấy là sẽ về chưa. Không kiểm tra em ở đây còn bao nhiêu bao xi măng hôm nọ là may là không chở xuống hết 10 bao đấy. Chở xuống hết thì lại không. À ở đây mình còn làm cái tấm nắp nữa. Còn tấm nắp nữa mà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bao. Tấm nắp thì không phải chát chít gì nữa đâu. Tấm nắp thì đổ bê tông lên là xong thôi. Đổ bê tông lên. Đổ bê tông lên. Đấy, thế thì cái... Nhưng vẫn phải làm kín lại. Đúng rồi. Làm kín và để lại một cái lỗ để người có thể chui xuống được. Chắc chắn rồi. Mà thau rửa bể ấy. Để một cái lỗ xuống. Cái thứ hai nữa là một là cái hộp mà để bảo vệ cái máy bơm ấy. Hôm nọ là thấy các anh chặt cây về chắc là tính sẽ làm một cái chòi bé bé. Chòi có đảm bảo không? Hay là cây này làm cây trống đây. Cây trống của cái thấy anh dình mà chặt ra cái này cũng không cần cây trống. Cái này mấy tấm này thì mình đổ cứng rồi mình đặt vào thôi. Ừ. Anh tính là khoảng bao nhiêu cân sắt thì đủ? Mét tư nhỉ? Chắc tầm 15 cân sắt là ok. 15 cân sắt. Cái bể âm này nó bé này nó cũng không ngấm được đi đâu đâu mà. Vâng. Nó không như những cái bể to. Bể to nó hàng 10 khối, 20 khối nước thì nó rất là nặng. Thì cái đáy nó là cái đáy chịu lực này. Cái đáy mới là cái chịu áp lực nhiều nhất. Là nó nặng, nó lén xuống thì nó hay gây ra cái tình trạng nứt bể, nó bị hao nước đi. Nhưng cái này thì ở dưới này còn có đá này nữa rồi thì xong này còn đổ bê tông còn nữa thì em còn đang thấy nước là tăng lên ấy. Đấy ở đây đào xuống nó ngấm ở ngoài vào ấy nhỉ. Cái này chứng tỏ là bên dưới vẫn còn mạch để mà nước vào được. Đấy. Cái này thì sau này bảo lúa làm sao cái mạch này giữ gìn nó cẩn thận này. Cái mạch này mà không ra thì là cũng không có nước đâu đấy. Nhưng mà em được biết thì là mạch này là các anh bảo là mùa mưa ra rất là nhiều. Ra to bằng ống chân cơ. Mùa khô nhưng mà vẫn có nước thế này được rồi. Bây giờ mùa khô là vẫn có nước. Còn có cái bể này để mà nó dự trữ vào đây nữa. Thì là ok.
căn bản như em tính cái từ cái ngày là làm nhà rồi, cái nguồn bên kia thì xa quá mà không phải đất mình, cái này cũng không phải đất mình, nhưng mà anh Dình là hàng xóm thân thiện của A Lúa đấy, cho nên là mà các bà cũng rất là quan tâm, các bà gửi tiền ra để chi vào việc là làm bể nước luôn đấy. Thì tiến hành nốt cái chương trình bể này là có lẽ là khi mà A Lúa làm chuồng trại xong nữa thì Khâm và anh Hiệp sẽ sử dụng nốt số tiền còn lại mua vật nuôi, là có lẽ là mọi công việc hỗ trợ cho A Lúa là sẽ kết thúc đấy. Thời điểm hiện tại thì cũng mong cô bác thông cảm là tại sao anh em mình cứ vẫn ghi hình A Lúa, Khâm thì vẫn xen lẫn thôi. Ngoài A Lúa ra thì cũng có Lúa Em rồi là Em Phứ. Có lẽ là năm nay sẽ là năm anh em mình hỗ trợ cật lực cho Lúa Em và Em Phứ. Đấy, trước mắt là như vậy. Còn những trường hợp nào khẩn cấp, ví dụ như là cứu người các thứ thì mình nếu có thì là anh em mình sẽ ưu tiên. Đấy. Ok, cái này Lúa cứ như vậy là cũng nhờ đã các anh ý rồi. kiến cho, như thế là khả năng là mai em sẽ bảo anh Dình đi mua sắt. Mua sắt lên. Tức là mình sẽ đổ ở ngoài xong mà khiêng nhấc vào thôi. Đổ ngoài thôi. Hay là các anh tính là Đổ dựng thẳng thì cũng có phải có cái ván. trống, có ván. Ừ, nếu mà đổ ngoài được cũng được. Cái này nó không đến mức độ quá to lắm thì anh nghĩ đổ ngoài được. Đổ ngoài, mình lót Thì nó đỡ mất phần cuốc tải nhỉ? pha. Hả? Mình san phẳng bãi đất đi, mình lót tải, mình Lót tải vào. bè xung quanh là mình đổ Đây, thôi. làm ngay đây luôn cho nó tiện cũng Xong được. là tập trung bảo Lúa nhờ mấy 4-5 anh em là nhấc được, mà 5-6 anh em. Vì cái tấm này không cần quá dày. Khoảng là sẽ vài khoảng 4 tấm đấy nhỉ. 3 tấm cũng được. 3 tấm. Thế thôi. Ừ. 3 Làm tấm, anh nghĩ 2 tấm còn được ấy. 2 tấm thì nó em thấy là Không, 2 tấm được mà em. 2 tấm được. 2 tấm thoải mái. Vì nhá, cái nắp cống ấy, cái nắp cống Ừ. của mình kia nó còn đổ dày 20 phân nặng như thế mà vẫn còn khiêng được. Cái này chả có gì. Cái này cùng lắm chắc đổ đến khoảng tầm 7-8 phân. Ok. Thế thôi. Cái tấm bên này thì mình sẽ để một ô. Để một ô để mà xuống rửa bể các Đúng thứ rồi. đấy. Rồi là cho ống máy ống nước. Được rồi, hôm nay là ý kiến của anh như thế là ok rồi. Đấy, còn các bác yên tâm nhé là khi mà anh em mình làm sẽ lại cố gắng là bịt kín nhất có thể. Đấy, cái bể là sau này có thể là sẽ thiết kế cao hơn lên đây một xíu, thêm một viên gạch nữa đi. Cái chỗ nắp á, Ờ, cần cái không? chỗ hố kia gì? Cần không? À, cái đấy không lo. Ừ. Cái khi mình đặt vào nhá, những chỗ nào hở mình đã chít hết vữa đúng Ừ, không? vâng. Mình chít hết vữa, thế còn cái lỗ cửa bể mà để đi xuống thì sau này xây be cái gờ lên khoảng tầm Đây. 5-6 phân. Đấy, cần thiết thì làm cái nắp bằng bằng đúng vừa một cái viên gạch hoa, hoặc là đấy, nhà 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 của Lúa anh vẫn thấy còn có gạch hoa kìa. Làm cái viên gạch 60 60 thoải mái mà. Làm nắp à anh? Ừ. Làm nắp luôn à? Đúng rồi. Được. Cái đấy thì mình vẫn đổ bê tông một chút cho nó dày lên, xong mình dán cái viên gạch đấy vào, Vâng. làm cái quai sách, thế là thoải mái. Vâng. Đậy nó vào là nó kín mà. Cũng phải đậy vào không sợ trẻ con về đây chơi. Ở đây thì là sẽ làm cái chuồng anh ạ. Đấy, bởi vì là diện tích rất là eo hẹp. Sau khi tính lên tính xuống thì A Lúa là cũng là quyết định mùng 4 Tết là đã tự làm. Muốn Tết đã khai xuân rồi. Mùng 4 Tết khai xuân. Vì thời gian thì là anh Hiệp cũng đã hẹn rồi. Trước 15 Tết âm thì làm sao là cũng muốn là giục tiến độ cho anh Lúa làm càng nhanh càng tốt. Để anh em mình xong có mua xong hết vật nuôi cho A Lúa. Đấy, chứ còn quay lại dài nhiều các bác cũng sẽ phản ánh. Đấy, còn mình còn dành thời gian đi có hoàn cảnh khác nữa. Và cũng sau khi mà quay lên thì các bác cũng góp ý nhiều lắm. Về chuồng bò thì đã là ngay sát gần nhà như này. Hơi gần nhà Đấy. nhưng mà vì cũng không còn đất nữa hả? À, còn đất nữa. Đấy, bên ngoài này thì có thể là sẽ trồng rau, trồng cỏ. Riêng nếu mà hai con bò không nhá, hai vợ chồng mà làm việc liên tục
Nhà nông trồng cấy liên tục thì phân nếu mà cứ đều xúc lên đều thì cũng không đáng là bao nhiêu. Đấy, đất bố mẹ đây còn bàn ngàn, trồng rau, trồng lang, trồng ngô thì nếu mà phân cứ nhiều lại lại xúc lên cải tạo đất thì nó cũng tốt thôi, chỉ sợ hai vợ chồng không làm chịu khó làm đều thì lúc nó mưa đến cái là nó mới bẩn thôi. Đấy, chị em góp ý với A Lúa thế. Cái chỗ sau này ấy, thì bảo là mượn được bố một ít đất thì sẽ đào xuống khoảng sâu xuống khoảng 1 mét đấy để mà chứa cái phân, chứ không thể để mà phân lênh láng như thế này đâu, mưa đến là chảy ra Phân, sau đúng nhà rồi, ngay. phân mà cứ gặp nước mưa cái này là nó nhoe nhoét ra, nó chảy linh tinh ấy. Đấy. Một là có thể như thế, hai là hướng dẫn cho lúa, ví dụ như mà nó chỉ có 2 con thì ngày nào hót ngày đấy xúc đổ ra góc vườn này thoải mái, Ừ, đào cái em hố con đi, xong là đổ vào đấy đậy vặn lại mình ủ luôn ấy. ủ luôn nha. Đấy, Đất ở đây sau thì này trồng chắc rau. chắn là trồng Đấy. rau rồi. Trồng rau, còn đường vào thì sẽ vòng men theo cái đất còn lại của mình đi vào. Đấy. Đường thì cần 1 mét đường là thoải mái rồi. Nhưng sau này có quây rào không vào? Rào thì có khả năng là sẽ có, cũng là nhà tài trợ chỗ bà Báu đó. Bà Báu là một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân quen thuộc của anh em mình rồi. Thì là nhưng mà cũng phải là xong chuồng đó. Thì lúc đấy mình thiết kế là đã quây là sẽ quây khép kín nhau nhà A Lúa lại. Đấy, quây khép kín lại để cho thứ nhất là an toàn chuồng trại rồi là ngôi nhà. Đấy. Thì là nếu mà có làm thì tới này bà Báo sẽ liên hệ, Khâm cháu Khâm cũng sẽ trao đổi với bà là có làm thì lại cùng kết hợp với các anh, bởi vì anh Công thì là đúng bài rồi, cơ khí rồi, Đúng đó, đúng nghề luôn, thì là anh em mình sẽ cùng nhau làm. Đấy, tất cái nhiên này là thì vòng chỉ hết vào. là rào bằng lưới bên 10 là ok rồi, nó vừa bền mà thoải mái rồi. Vâng. Vườn rau thì chắc chắn là phải rào. B40 như nhà vườn thôi. Vườn rau thì khu vực này là sẽ rào với lại sẽ có thể là sẽ rào riêng ra một lối này. Chắc có gà nó không vào. Vườn rau thì kiểu gì cũng phải rào, nếu Vâng. kể cả không có rào bằng lưới thì cũng cũng phải hướng Cây, dẫn lúa ừ, rào bằng dùng cây, cây, cây que vì về. rau mà có gà mà không rào vào thì cũng không được ăn đâu. Vâng. Nguyên cái mảnh bé bé này quay đến đây đủ A Lúa trồng rau mà. Thoải mái. Trồng rau mỗi loại một tí phục vụ gia Rau đình thì cứ mùa nào thích đấy thôi, rồi. như nhà mình ấy, mùa mùa nào thì trồng rau loại đấy Vâng. thôi. Bây giờ bước sang mùa xuân rồi thì chuẩn bị trồng 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 gì nhỉ, trồng cà, trồng những cái rau mùa hè rồi, Vâng. rau mùa đông thì sắp hết rồi. Tận dụng luôn chỗ phân bò này về cứ cải tạo đất liên tục thì rau xanh mướt. Thoải mái, Sợ được là vợ chồng không hai chịu con khó làm bò thôi. mà ngày nào cũng dọn thì chả bao giờ mà còn không cần đến hố phân luôn. Ngày nào cũng dọn thì không cần đến hố phân, cứ làm cái hố bé bé ở đằng một góc Đấy. vườn là mình phân đến đâu ngày nào hót đổ ra đấy, xong là ủ lại, vừa Chứ. có phân trồng rau mà lại chuồng trại nó lại sạch sẽ. Vâng. Đấy, còn đấy là một cái hướng ở nhà phát triển kinh tế như thế. Còn những cái hướng khác như anh em mình góp ý từ trước đến giờ là A Lúa sẽ đi làm thuê kiếm tiền thì nó cũng là một hướng thôi. Đấy, nó cũng là một hướng thôi. Tuy nhiên ở nhà thì vợ phải đảm đương được công việc nhà là cái thứ nhất. Con cái này rồi là chắc chắn là sẽ phải làm lụng thêm, cắt cỏ bò này. Đấy, làm vườn rau này, như thế mới được. Đấy. Đó là những cái phương án mà có thể tính sau khi mà mua bò. Không biết A Lúa về chưa này, gọi một cuộc em nào. Này Sau này đường đi đây, chạy bên ngoài này, thoải mái, vẫn rộng. sau khi dọn dẹp xong chỗ cát đất này thì có thể là sẽ anh Lúa sẽ làm một cái con đường đường đất thôi cũng được thôi. Đất Đấy, thôi. dẫy hết cỏ đi, làm sạch sẽ gọn gàng lại thành một cái lối đi nó như một cái khuôn viên đẹp đẹp vào nhà tí. Anh về chưa? Về đi, về đi. Thấy bảo là
Nãy có hẹn không là khoảng 20 phút nữa thì là A Lúa đã xong việc rồi. Đấy. Bây giờ cái thứ nhất là nó cũng vừa mới Tết xong. Vâng. Nào cũng vậy thôi, vẫn còn công việc gia đình, anh em các thứ chưa hết được đâu. Không, anh em mình thì cũng không có ý làm phiền gì đâu. Nếu mà làm công việc gì thật sự là bận bịu hay là công việc bất dịch, anh em không dám làm phiền. Tuy nhiên thì hôm nay đi thì cũng chỉ uống rượu ngồi chơi thôi mà. Uống rượu các thứ thì thành ra là A Lúa mà cứ thế không ai nhắc thì sẽ sinh ra cái thói lười đấy. Hôm nay đáng lẽ là làm nốt cái chỗ bể kia nhưng mà khả năng là đi từ sáng rồi. Đi cả vợ cả con là dắt nhau đi rồi. Đấy. Là cũng chỉ đi chơi uống rượu thôi. Đấy, phải nói thật là trong video là mình cũng phải chia sẻ thật. Nếu mà đi làm những cái công việc nương rẫy như lúa em các thứ thì chắc cũng không dám gọi về giờ này. Đấy. Bây giờ thì là thời điểm là 4 giờ hơn chiều rồi các bác nhé. Những đống gạch này là để xây cái chuồng bò này. Vâng ạ. Có dựng cột thì không hay là xây một phát lên không thu hồi hai đốc. Đấy, kiểu thế rồi. Xong rồi trong ngăn. Ngăn lại. Làm như kiểu nhà Vân ấy, nhà em Vân hai con ấy. Thế cũng được. Nó cơ bản là sẽ chuồng hơn chuồng gỗ rất là nhiều. Không cần cao lắm đâu. Vâng. Chuồng xây này bền hơn chuồng gỗ chứ, nó có mục mọt gì đâu. Chính xác. Chuồng gỗ kia nước đái nước phân mà là còn mục hết đấy. Vâng. Bằng anh nghĩ bằng này gạch là thoải mái đủ. Bằng này gạch hình như bên kia vẫn còn gạch hay sao ấy. Là vì là đằng sau là cũng không cần lên cao quá đâu mà em. Cao bịt kín hết đen tối lại thì mình bò chỉ xây đấy. Hai cái đốc để mà hai cái đốc thu đấy, cái đốc lợp cái mái thôi chứ còn cái phần mặt trước mặt sau xây thấp thôi mà. Xây thấp lại không, tới không. Này mình còn nếu mà điều kiện các nhà hảo tâm vẫn còn trợ duyên thì là mình cứ rào B40 và hết không vấn đề gì hết cả. Đấy. Vì khí hậu ở đây nó mát. Vâng. Thế cũng không vấn đề gì cả, để đến mùa đông thì đỡ phải trăng bạt. Vâng. Mùa đông thì anh thấy ở trên này đều phải trăng bạt xung quanh cái chuồng hết để chắn gió. Vâng. Làm thế này thì đằng trước chỗ kia là vẫn còn rộng thoải mái. Chỗ đấy thì không làm được gì nữa rồi. Chỗ đấy là chắc có những cái đường đi vào rồi. Bây giờ kiểu gì mái mình chẳng phải chưa ra khoảng ít nhất là phải ra khoảng 40 phân hết. 40-50 phân. Ừ. Đấy. Cái này anh nghĩ là mỗi bên phải hai hàng bro, hai hàng tấm nợp ấy, đến hai lượt ấy. Đến. Sau này bảo lúa nó cái phần này nếu mà còn làm được thì làm cái rãnh cho nó thoát cái nước giọt ranh thôi. Vâng. Thế còn nếu mà phân bò kia hết diện tích để làm hố phân rồi thì như cái phương án mình bảo. Vâng. Đến ngày nào là dọn chuồng ngày đấy. Đấy, cũng phải là lấy ý kiến của tất cả mọi người, rồi là cô bác anh chị khán giả góp ý vào thì mới tự lại được một cái ý kiến chung. Và làm sao là cũng muốn tốt cho cả hai vợ chồng đấy. Đấy, mì về rồi đây này. Ôi giời, hôm nay còn cõng cả Tiến à? Báo đâu? Báo mưa tự. Hả? Tự chi à? Ô... Cõng nhau đi chơi thế này suốt thì không biết là A Lúa đi làm thuê có được không. Anh Lúa cầm chìa khóa đấy à. Con ngủ rồi. Ngày hôm nay thì là chính xác thì là A Lúa đi nhà gọi là mọi cho người đang đi vào đi. Hỏi cưới gì đó dâm đi. Đi chơi nắng uống này. Rượu thôi. Nắng này không này. Gọi thì là cũng chưa về. Là anh em mình đã đợi được đến thời điểm này đấy là cũng được 40 phút rồi thì thôi kệ anh ấy, cuộc vui của A Lúa thì thôi. Anh em mình là cũng không gọi về nữa. Lấy khăn che vào cho con. Đấy thì hôm nay lên đây che vào. Anh Công anh Đức cũng đi công việc thôi. Là tiện thì là Khâm còn đang ở trên xóm thì là các anh vào và cũng lấy ý kiến về làm cái bể này. Rồi là làm cái chuồng lợn này thì làm sao là muốn đôn đốc A Lúa nhanh nhất thôi. Đấy, tí nữa em thì em còn công việc thì tí nữa nếu mà các anh có ở lại thì cũng có thể là góp ý thêm cho Lúa anh một tí nhé. Yeah, những cái gì anh em mình đã trao đổi ấy, từ cái bể ở dưới kia lên rồi là cái chuồng đấy thì là nếu mà sắt thì mai chắc là nhờ anh Dình đi mua thôi đấy. Tí nếu mà Lúa về thì anh sẽ dặn
dặn lại kỹ là cái phần sắt là mua bao nhiêu cân, mua thêm cái gì để mà làm vào cái bể đấy thôi. Vâng. Đúng không? Chắc là chỉ có sắt 6 cộng với lại một ít thép ly nữa để buộc làm cái tấm đan. Đấy, sắt 6. Chuồng bò này thì để tí nữa lúa về xem là cái hướng của lúa là định xây như nào. Cần cái gì góp ý thì anh góp ý. Hôm nọ hình như anh ấy bảo với em là xây là đằng tường đằng sau lên là cao luôn bằng nóc ấy. Nhưng mà có khả năng là em thấy không hợp lý đâu. Tường đằng sau thì là khoảng 6 viên gạch là cùng ấy. 6 viên, 6, 2, 12. Thế cũng là tương đối là cao rồi ấy. Nó còn chưa tính là cái lớp mạch vữa nhá. Đấy. Mạch vữa nếu mà 6, 2, thế thì nó phải lên tầm 1m3 rồi. Mét 3 lên tới ngực mình rồi. Đấy. Thì là để thông thoáng và... Vì là hai cái đốc mình đã xây kín rồi cơ mà. Hai cái đốc mình xây kín. Mình, đấy. Thế thì đằng trước, đằng sau mình xây lửng thôi. Đấy. Để mà nó thoáng mát về mùa hè. Chứ còn nếu mà mùa đông mà nó rét quá thì sẽ căng bịt hai cái mặt trước mặt sau như thế thôi. Chứ bây giờ xây kín mít như cái nhà ở thì cơ mà. Kín mít thì con bò nó không... Con bò lúc nào cũng như kiểu ở trong hầm. Trong hầm này là không... Bây giờ, thời điểm bây giờ, hiện tại bây giờ nuôi bò chủ yếu là cũng nhốt trong này nhiều. Đấy. À lúa nếu mà có đi làm thuê nữa thì bò cũng không cày nương. Đấy, chủ yếu là nuôi để mà phát, gọi là làm kinh tế thôi. Béo thì bán. Nuôi vỗ béo. Đấy. Nuôi vỗ béo thì bán. Nuôi vỗ béo nếu mà bò mua được con bò nái đẻ tốt. Vâng. Thì vì ở xung quanh đây cũng toàn đồng đất thì người ta rồi, nếu mà để đi thả khó. Không khó. Toàn nuôi nhốt thôi. Đấy. Khó được. Đấy. Để tí về xem là lúa ý tưởng như nào thì mình có thể góp anh ý. Anh có thể góp ý, bởi vì bên những cái kỹ thuật này thì anh có sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em không. Cái thứ hai nữa là xem là cái chỗ gạch này có đủ hay không. Đấy, cái quan trọng đấy. Thì là nếu mà xây kín hết thì không biết nó có đủ gạch hay không nữa. Bởi vì là cái chuồng đấy các bác phải biết là a lúa là tự túc xây đấy, còn về ví dụ như là cái gạch ấy thì là ngày xưa em khâm mua vào việc ngôi nhà này thì đã tính thừa ra xây cả chuồng rồi, tính thừa ra xây cả làm cái chuồng rồi chuồng cả bể đấy. Bên kia thì vẫn còn thêm gạch hay sao ấy, thì bể ở dưới là vẫn còn thừa mấy chục viên nữa rồi, thì dồn lại thì khả năng tất là vào đây, đúng không? Thứ nhất là thiết kế làm sao mà đủ cái gạch. Thứ hai là cái chuồng nó phải thông thoáng. Để tí anh thử đo xem bề ngang, bề dài nó là bao nhiêu, xong là xây lên cao bao nhiêu, xong là để đếm sơ sơ cái gạch ở đây. Xong bảo lúa đếm, kiểm tra lại những cái gạch ở dưới kia, xem nó tổng nó có bao nhiêu viên thì thì mình tính ra được ngay mà. Vậy. Mình cứ không tính là cứ xây như lúa bảo là xây kịch lên, nhỡ sau này thiếu thì lấy đâu ra nữa. Đấy. Kinh phí nó chỉ có hạn thôi, làm sao căn ke. Chứ là xi măng các thứ là hôm nọ mua bể, làm bể là đã để một em đã tính mua thừa ra. Ở dưới còn 5 bao không sử dụng hết vào cái nắp đan đâu. Cái tấm đan này chỉ khoảng tầm 3 bao thôi. Ừ, 3 bao. Bé tí. Thì vẫn còn thừa khoảng 12 bao ở đây. Thì còn đâu những cái gì thiếu thì a lúa phải tự túc đó. Đấy, như những cái tiền mà trước các cô các bác trao lì xì ấy, cũng dặn dốt rồi. Là chi tiêu hợp lý, ví dụ như cần mình có thể dùng vào những cái công việc nha. Thực ra thì hai anh em lúa là cũng không biết chi tiêu lắm đâu. Rồi. Tiền nong anh em mình lì xì các thứ cô bác cho trao cho là nhiều khi là cũng có thì tiêu thôi các bác. Có thì tiêu rồi, đến lúc hỏi đến là cũng không có nghìn nào rồi. Hoặc là cho anh em vay chẳng hạn đấy. Là không biết chi tiêu lắm. Vẫn phải dặn dò hai anh em thôi. Chắc có lẽ khoảng 20 phút nữa anh em mới về đấy. Thì là em Khâm có cái công việc, nó cũng buổi ngày cuối ngày rồi cũng rất là bận, thì em sẽ về trước. Các anh nếu mà còn ở đây còn công việc gì đó thì ở lại tiếp tục nhé. Okay. Thôi, mình không phải là còn, mình còn nhiều thời gian, thì từ từ trao đổi góp ý nhau. Đấy. Khâm xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi và những thước phim về a lúa cũng như những hoàn cảnh khác, anh em sẽ tiếp tục cập nhật trên kênh. Xin cảm ơn cô bác anh chị và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào.